Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại cùng gặp nhau trong tin nhanh SEA Games. Và tin nhanh SEA Games thì được phát sóng ứng trên ứng dụng On Sport TV. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật kết quả điền kinh diễn ra trong sáng nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 1500m nữ là nội dung thi đấu chung kết sớm nhất với sự có mặt của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh và Khuất Phương Anh. Không quá bất ngờ khi chân chạy người Bắc Giang đã bỏ xa các đối thủ để dễ dàng giành tấm huy chương vàng SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp. Khuất Phương Anh cán đích sau đàn chị để giành tấm huy chương bạc. Và chiều nay thì Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục có mặt ở nội dung sở trường là 5000m nữ. Còn ở nội dung 200m nam, Ngân Ngọc Nghĩa cũng đang tràn đầy hy vọng giành huy chương khi anh về nhất ở lượt chạy vòng loại thứ 2 vượt qua cả đương vô địch người Thái Lan. Đang diễn ra lúc này còn có môn Wushu tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Ở nội dung côn thuật, Dương Thí Vi tiếp tục thể hiện được sự vượt trội với 9,7 điểm, qua đó giành tấm huy chương vàng thứ 3 cho Wushu Việt Nam. Đáng tiếc ở nội dung trường quyền nam, Việt Nam chỉ có được tấm huy chương đồng của Nông Văn Hữu, còn Phạm Quốc Khánh xếp ở vị trí thứ 5 với 9,68 điểm. Hiện tại chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Xuân Nam, người đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để cập nhật những tình hình liên quan tới môn điền kinh. Và xin chào anh Xuân Nam, anh có thể cho biết được tình hình lúc này ở sân điền kinh. Vâng, xin chào anh Quang Sáng, xin chào các khán giả của On Sport TV. Trong buổi sáng ngày 14 tháng 5, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành một tấm huy chương vàng ở nội dung 1500m nữ với thành tích là 4 phút 14 giây 98 và theo ngay sau đó là một tấm huy chương bạc của vận động viên Khuất Phương Anh với thành tích là 4 phút 26 giây 90. Và ở trong buổi chiều ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục tham gia tranh tài ở những bộ môn nội dung như là 200m nữ, 200m nam, 1500m nam và 5000m nữ. Xin cảm ơn phóng viên Xuân Nam và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà thi đấu quận Cầu Giấy nơi diễn ra môn Wushu. Lúc này thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Lê Ngọc. Bạn ơi, chú chào cái, cô ơi. Vâng, xin chào chị Lê Ngọc, và lúc này thì Wushu đã có được 3 tấm huy chương vàng rồi. Quận Cầu Giấy và Thúy Vi đã giành huy chương vàng đầu tiên cho môn Wushu của các bạn trong hành trình. Và đây cũng chính là huy chương vàng thứ 2 của cô tại Thúy Vi và Mốt. Và cá nhân tôi cũng như là các bạn khán giả đang có mặt nhà thi đấu quận Cầu Giấy và vô cùng một khi mà chờ đến phần thi cuối cùng ở nội dung cô thuật nữ và vỡ hòa hạnh phúc và tự hào khi mà cô gái của chúng ta lại mang về thêm một tấm huy chương. Trong khi đó ở nội dung nam, Nông Văn Hữu đã giành huy chương đồng và đáng tiếc là Quốc Khánh đã không giành huy chương nào bởi vì nội dung trường quyền nam không phải là một tấm huy chương của anh. Và tất cả những cập nhật về diễn biến tiếp nối với tin nhanh SEA Games, chúng ta cùng đến với những kết quả của môn bơi lội cũng như là bóng rổ trong sáng nay. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trung tâm. Ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nam, Việt Nam có vận động viên tham dự đó là Lê Nguyễn Pôn và Mai Trần Tuấn Anh. Cả hai đều đạt thành tích tốt để có mặt ở vòng bơi chung kết diễn ra trong chiều nay. Đặc biệt là huy chương bạc SEA Games 30, Lê Nguyễn Pôn còn là người xếp vị trí số 1 ở vòng loại với thành tích là 55 giây 89. Ở vòng loại nội dung 100m break, Phạm Thanh Bảo cũng xuất sắc đứng đầu với thành tích là 1 phút 02 giây 17, xếp trên các vận động viên của Singapore và Indonesia. Còn ở các nội dung của nữ thì Phạm Thị Vân và Nguyễn Thị Nhật Lam cũng giành quyền vào bơi ở chung kết ở hai nội dung là 100m tự do và 200m hỗn hợp của nữ. Còn ở môn bóng rổ đấu ba, dù chơi hay hơn ở những phút đầu và liên tục dẫn điểm, nhưng đội Việt Nam đã nhận thất bại chung cuộc trước Malaysia với tỷ số là 18-21. Đây cũng là trận đấu ra quân của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Thưa quý vị các bạn, lúc này thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Phạm Hoàng, người sẽ
đưa thêm những tin tức từ môn rowing, môn đấu vừa mang về cho chúng ta thêm một tấm huy chương vàng nữa. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại trung tâm đua thuyền sông Giá, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và đây là người đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5. Cô chính là Phạm Thị Huệ. Vâng, thưa Phạm Thị Huệ, thì cảm xúc lúc này của em như thế nào ạ? Hiện tại em cảm giác rất là hạnh phúc, rất là sung sướng và rất là phấn khích. Bởi chào vì kết nhỉ? Em hy vọng rằng là sau cái sự mở màn của em đã mang được vinh quang về cho Tổ quốc rồi thì đồng đội của em bảy nội dung còn lại mọi người sẽ chiến đấu thật là hết sức mình để tiếp tục mang tiếp những cái huy chương cao nhất để cho tất cả vận động viên chúng em cũng giống như tất cả mọi người đồng đội của em cũng giống như là bao nhiêu người hâm mộ hàng triệu tại trái tim người hâm mộ và cái sự hy sinh của ban huấn luyện, của thầy giáo, cô giáo và của chuyên gia chúng em đã thầm lặng hy sinh cho tụi em rất là nhiều thì là sẽ được những cái tấm huy chương để mà đền đáp lại công ơn của tất cả mọi người ạ, đền đáp lại những cái sự chờ đón của tất cả mọi người ạ, em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn những hình ảnh cũng như là cảm xúc rất cảm động của Phạm Thị Huệ khi mà cô đã mang về tấm huy chương vàng cho rowing Việt Nam. Và phần cuối của bản tin nhanh SEA Games sẽ là bảng tổng sắp huy chương cũng như lịch thi đấu trong chiều hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam. Tính đến 11 giờ ngày 14 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm được 2 huy chương vàng, qua đó nâng tổng số huy chương vàng lên 25 và tiếp tục dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Xếp ngay sau Việt Nam là Malaysia với 11 tấm huy chương vàng, 5 tấm huy chương bạc và 13 tấm huy chương đồng. Chào quý em. Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Myanmar với lần lượt là 7, 6, 4, 2 và 2 huy chương vàng. Đến thời điểm hiện tại, Timor Leste vẫn là đoàn chưa có được tấm huy chương nào tại SEA Games 31. Ngày hôm nay Việt Nam sẽ có cơ hội duy trì vị thế dẫn đầu trên bảng xếp hạng với hàng loạt nội dung của bơi lội, điền kinh sẽ khởi tranh. 8 nội dung chung kết điền kinh sẽ được trao trong ngày hôm nay, trong đó có nhiều cự ly thế mạnh của Việt Nam như 200m nữ, 4x400m. Tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15 đến 17 huy chương vàng để giữ vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Trong khi đó, bơi lội không còn Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ đứng trước nhiều thách thức tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Năm nay, bơi lội Việt Nam sẽ tham dự đủ 40 nội dung với 32 vận động viên và đặt mục tiêu giành từ 6 đến 8 huy chương vàng. Ngoài ra, các màu vàng của thể thao Việt Nam khác như rowing, wushu, thể dục dụng cụ cũng sẽ hứa hẹn mang về thêm nhiều tấm huy chương vàng.